cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine trưa thứ Năm ngày 14 tháng 9 năm 2023. Ngày tồi tệ nhất của Hải quân Nga cùng điểm lại những tổn thất của quân Nga, cũng như cùng xem làm cách nào mà Ukraine có thể thực hiện đòn tấn công táo bạo vào quân cảng chiến lược của quân xâm lược. Tấn công ở cự ly 230 km, Nga lơ ngơ như bò đổi nón, bán tính bán nghi về cách Ukraine đã tấn công căn cứ ở Sevastopol, Rõ ràng là cuộc tấn công được lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện mới đây nhằm vào Sevastopol đã gây chú ý lớn. Cùng đi tìm lý giải tại sao Ukraine làm điều đó vào lúc này. Ác mộng chưa chấm dứt với hải quân Nga. Cũng trong ngày qua, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công thành công một con tàu loại KS-701 Tuna của Nga ở phía tây bắc Biển Đen. Bên cạnh đó, cầu kết cũng bị đóng cửa sau khi thiết bị không người lái của hải quân nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga, gây gián đoạn hậu cần nghiêm trọng cho quân xâm lược. Cuối cùng là Shoigu phải thừa nhận điều này trong ngày tồi tệ nhất của hải quân Nga do bị Ukraine tấn công. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự nga ukraine 24 giờ qua trên kênh the second post ngay sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi sự kiện nóng nhất chiến sự nga ukraine 24 giờ qua không gì khác chính là cú đánh lịch sử của quân phòng vệ vào quân cản chiến lược của quân xâm lược. Khi sự phấn khích xung quanh vụ việc chưa qua đi, chúng ta hãy cùng điểm lại những tổn thất của quân Nga, cũng như cùng xem làm cách nào mà Ukraine có thể thực hiện đòn tấn công táo bạo này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai tàu quân sự của nước này đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine vào xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Các tàu này sẽ được sửa chữa và tiếp tục hoạt động. Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin, các phương tiện truyền thông Nga xác nhận hai phương tiện bị hư hại là tàu ngầm tấn công lớp Kilo Rostov Andon và tàu đổ bộ lớp Robucha Minsk. Phía Ukraine cho rằng tàu đổ bộ Minsk đã bị phá hủy hoàn toàn. Ukraine thừa nhận tấn công các mục tiêu hải quân và cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol. Đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất vào căn cứ của hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Chúng tôi xác nhận một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm đã bị bắn trúng. Chúng tôi không bình luận về vũ khí được sử dụng cho cuộc tấn công. Quan chức tình báo quân sự Ukraine Andriy Yushov nói với Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công xưởng đóng tàu ở Biển Đen bằng 10 hỏa tiễn hành trình và 3 xuồng cao tốc không người lái. Theo chính quyền thành phố Sevastopol, ít nhất 24 người đã bị thương trong vụ tấn công hỏa tiễn của Ukraine, trong đó có 4 người bị thương nặng. Các vụ nổ cũng làm vỡ cửa sổ của những ngôi nhà gần đó và làm hư hại mái nhà. Một số kênh truyền thông đưa tin hai người có thể đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tất cả các nạn nhân được cho là nhân viên của xưởng đóng tàu, một cơ sở quân sự lớn chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo trì tàu chiến của Nga. Nikolai Omechuk, phát ngôn viên của không quân Ukraine, thừa nhận Kyiv đứng sau vụ tấn công. Ông cảm ơn các phi công quân sự vì đã thực hiện nhiệm vụ tuyệt vời, đồng thời cho biết lực lượng Nga đã trải qua một cơn bão. Trước đó, Anh đã cung cấp hàng chục hỏa tiễn hành trình Storm Shadow cho Ukraine để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến tranh vũ trang với Nga. Sky News dẫn một nguồn tin Ukraine và một nguồn tin phương Tây cho biết các hỏa tiễn này đã được sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất vào Crimea. Riba, một blogger quân sự Nga cho biết, không quân Ukraine đã phóng 10 hỏa tiễn hành trình Storm Shadow vào xưởng đóng tàu Sevastopol. Theo RIBA, hỏa tiễn được phóng từ máy bay, bay Su-24M trên biển đen. Rostov on don là tàu ngầm lớp kilo tương đối hiện đại, có khả năng mang hỏa tiễn hành trình Caliber. Sau thời gian dài tạm dừng, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hành trình vào Crimea tiếp tục diễn ra. Nhiều khả năng các trận tập kích sẽ tiếp tục trong những ngày tới, và không chỉ ở Sevastopol. Blogger quân sự Nga cho biết thêm, Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay, bay không người lái và xuồng cảm tử. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý dàn xếp gây tranh cãi. Ukraine tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc khi Moscow rút hết quân và Kyiv giành lại toàn bộ lãnh thổ bao gồm Crimea. Các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea và các mục tiêu hải quân gần đó đã gia tăng đáng kể trong những tuần gần đây khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công ở mặt trận Đông Nam. Các cuộc tấn công chủ yếu tập trung vào các tuyến hậu cần của Nga đến và đi từ Crimea cũng như nhắm vào các kho đạn dược của hạm đội Biển Đen Nga. Thưa quý vị, theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng mà The Saigon Post vô tình bắt gặp, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết ngoài hai tàu đổ bộ Minsk và tàu ngầm Rostov-on-Don thì còn hai chiếc nữa cũng bị hư hại nhưng có thể sửa chữa dưới đây là trao đổi nội bộ của phía Nga điều gì thực sự đã xảy ra vào đêm qua ở Sevastopol chúng ta đã biết về hậu quả của cuộc tấn công của kẻ thù vào Shipmazarov bến tàu nhà máy đóng tàu ở Sevastopol tối nay các nguồn tin trong hạm đội biển đen bộ tổng tham mưu và chính phủ Sevastopol thông báo với chúng tôi như sau Đầu tiên, thật không may, do vụ tấn công hỏa tiễn, 11 người, công nhân nhà máy và quân đội đã thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là 31 người bị thương. Thứ hai, hỏa tiễn đã phá hủy hoàn toàn hai tàu của chúng ta, tàu đổ bộ lớn Minsk và tàu ngầm rostov on -Don. Cả hai chiếc tàu ở đây để sửa chữa đều không thể phục hồi được. Ngoài ra, hai tàu nữa đã bị hư hại tại Sheff Mozavov và có thể khôi phục chúng. Những nguồn tin địa phương từ chối nêu tên những con tàu này để kẻ thù không nhận được thông tin có giá trị về kết quả cuộc tấn công khủng bố của chúng. Thứ ba, theo dữ liệu cập nhật, 8 hỏa tiễn của đối phương và hai máy bay không người lái của hải quân đã bắn vào Sevastopol. Các máy bay không người lái đã bị phá hủy và chỉ có hai hỏa tiễn bị bắn hạ nên thiệt hại là rất nghiêm trọng. Thống đốc Sevastopol Mikhail Rasvozaev đã yêu cầu tăng cường phòng không của thành phố. Nhân tiện, chúng tôi đã viết cách đây một tuần rằng cuộc pháo kích vào Sevastopol sẽ được tăng cường. Người đứng đầu thành phố cũng biết về điều này và ông không hiểu làm sao lại có thể không tăng cường phòng thủ cho thành phố, bất chấp mọi cảnh báo. Thứ tư, do một cuộc tấn công hỏa tiễn vào ban đêm, Sevastopol bắt đầu hoảng loạn. Cảnh sát nhận được thông tin những kẻ phá hoại đang hoạt động trong thành phố và cử nhiều cảnh sát đi tìm kiếm chúng. Một trong số họ đã nhầm một cuộc tuần tra quân sự có vũ trang với những kẻ phá hoại và tự mình nổ súng. Kết quả của cuộc đấu súng là 4 người đã thiệt mạng, 3 binh sĩ và 1 cảnh sát. Bên cạnh các giả thuyết cuộc tấn công được thực hiện bằng hỏa tiễn Storm Shadow phóng từ máy bay Su-24, tại Liên bang Nga, người ta cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu tấn công người Nga bằng hỏa tiễn đạn đạo Atacms. ms các nhà tuyên truyền quân sự Nga vẫn không thể hiểu chính xác tại sao lực lượng vũ trang Ukraine lại tiến hành cuộc tấn công hỏa tiễn vào một căn cứ quân sự của Nga ở Crimea rạng sáng qua. Các kênh điện tính quân sự lớn cho rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp bằng M270 MLRS. Một trong những kênh Telegram lớn nhất của Nga RIPA có liên kết chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã viết về điều này. Tuy nhiên, khoảng cách từ vùng Kherson đến Sevastopol vượt quá 230 km, không cho phép sử dụng loại đạn tiêu chuẩn hoặc GMLRS. Điều này đã đặt những kẻ xâm lược vào ngõ cục. Họ cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu tấn công người Nga bằng hỏa tiễn đạn đạo atec và nếu M270 thực sự được sử dụng cho cuộc tấn công, điều này có nghĩa là quân đội Ukraine đã được phép sử dụng Aztec MS của Mỹ hoặc một số loại đạn mới đã xuất hiện có thể bắn trúng ở cự ly như vậy. Người Nga viết trong khi đắm chìm trong phỏng đoán, một kênh Telegram quân sự lớn khác, người cung cấp thông tin quân sự, thừa nhận rằng quân đội Nga đơn giản là không thể tiêu diệt máy bay Ukraine tại các căn cứ và sân bay quân sự của họ. Bộ phận tuyên truyền này chắc chắn rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm sado được phóng từ máy bay ném bom của Ukraine. Thưa quý vị, Rõ ràng là cuộc tấn công được lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện mới đây nhằm vào Sevastopol đã gây chú ý lớn. Nguyên nhân diễn ra hoạt động tập kích nhằm vào mục tiêu này đã được phóng viên quân sự nổi tiếng người Nga Alexander Slatkov phân tích trên kênh Telegram của mình. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bởi 10 hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và 3 tàu không người lái. Moscow cũng thừa nhận hỏa tiễn Ukraina đã bắn trúng vào nhà máy hàng hải Sevastopol, gây thiệt hại rất lớn cho một vài chiến hạm đang được neo đậu tại đây. Trước tình hình trên, ông Sladkov đã trả lời câu hỏi cấp bách đó là tại sao hạm đội Biển Đen được chọn làm mục tiêu tấn công và tại sao hành động trên lại xảy ra vào thời điểm này. Phóng viên quân sự Nga nhận xét có hai lý do chính khiến lực lượng vũ trang Ukraine quyết định tấn công Sevastopol. Thứ nhất, như ông Slatkov lưu ý, phương Tây coi bán đảo Crimea là lãnh thổ của Ukraine và do đó không phản đối việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào chống lại các mục tiêu của Nga trong khu vực này. Thứ hai, chính quyền Kyiv có thể lo ngại rằng hạm đội Biển Đen sẽ đóng một vai trò lớn trong cuộc tấn công tiếp theo của Nga, và đây có lẽ chính là lý do quan trọng nhất dẫn tới cuộc tập kích. Nếu Nga quyết định tiến tới Nikolaev và Odessa, thì hạm đội Biển Đen sẽ đóng vai trò quyết định và cần phải giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng trong khuôn khổ cuộc tấn công đã đề ra. Để ngăn chặn nguy cơ, Ukraine đã quyết định ra đòn trước. Số liệu thống kê hiện tại cho biết tàu ngầm Rostov-Andon cùng một hai tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Ropucha của hạm đội Biển Đen đã bị hư hại nặng nề, rất khó khôi phục khả năng tác chiến. Cũng trong ngày qua, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công thành công một con tàu loại KS-701 Tuna của Nga. Điều này xảy ra ở phía tây bắc Biển Đen, như được ghi nhận trên kênh điện tính của lực lượng hải quân nước này. Kyiv không tiết lộ chi tiết về sự kiện này. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về thông tin từ quân đội Nga. Trước đó, có thông tin cho rằng do cuộc tấn công vào xưởng đóng tàu Ozon Nikis ở Sevastopol vào ngày 13 tháng 9, tàu đổ bộ lớn Minsk của Nga và tàu ngầm Rostov-on-Don mà theo Kyiv đã được sử dụng để tấn công bằng hỏa tiễn caliber vào vùng lãnh thổ Ukraine đã bị hư hại. Các chuyên gia từ trung tâm phân tích Oris lưu ý rằng những bức ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy tàu Minsk bị phá hủy hoàn toàn chứ không phải thiệt hại. Tổng cộng có 10 hỏa tiễn được nghi là Storm Shadow đã được bắn vào nhà máy. Ba trong số đó đã bắn trúng mục tiêu. Theo thống đốc do Nga bổ nhiệm Mikhail Rasvozaev, hơn 20 người bị thương trong vụ tấn công. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo đã phá hủy một tàu loại KS-701 Tuna khác vào ngày 4 tháng 9. Đại diện Hải quân Ukraine ông Dmitry Blantenshev cho biết quân đội Nga đã bị tấn công khi đổ bộ vào bờ. Hậu quả của cuộc tấn công là 6 binh sĩ Nga thiệt mạng, hai người khác bị thương và hai con thuyền bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong một diễn biến liên quan nga đã đóng cửa cây cầu chiến lược kurd nối đất nước với bán đảo crimea sắp nhập hôm thứ tư sau khi thiết bị không người lái của hải quân ukraine và các hỏa tiễn hành trình tấn công một xưởng đóng tàu ở cảng sevastopol được cho là làm phá hủy hoàn toàn tàu chiến và làm hư hại nặng một tàu ngầm của quân xâm lược Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã bắn 10 hỏa tiễn hành trình trong đêm nhằm vào căn cứ hải quân quan trọng và hạm đội biển đen của Nga đã bị 3 xuồng không người lái trên biển nhắm tới. Các quan chức gia điện Kremlin bổ nhiệm ở Crimea cho biết vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy sửa chữa tàu SS khiến ít nhất 24 người bị thương. Ngay sau vụ tấn công cầu eo biển Kerch, trước đó đã bị Ukraine tấn công 2 lần vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, đã bị đóng cửa không cho xe cộ qua lại. Vào tháng 8, Kyiv đã nhận trách nhiệm về cả hai cuộc tấn công. Tổng thống Zelensky cho biết vào tháng trước rằng đây là mục tiêu hợp pháp vì Nga sử dụng nó làm tuyến đường tiếp tế quân sự trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng. Kênh Telegram chuyên cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động trên cầu cho biết các phương tiện giao thông trên cầu Crimean tạm thời bị phong tỏa. Những người trên cầu và trong khu vực kiểm tra được yêu cầu giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh giao thông. Cầu eo biển Kerch là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng nga và là đường nối đất liền duy nhất với Crimea. Nó bao gồm hai phần chính: một con đường bốn làn xe và một cây cầu đường sắt với hai đường ray và rất quan trọng để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Moscow ở miền nam Ukraine cây cầu gần đây đã bị cản trở bởi việc đóng cửa, đặc biệt là sau cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 17 tháng 7. Nó vừa được mở cửa trở lại vào thứ Ba sau một thời gian ngắn đóng cửa. Ngày 3 tháng 9, giao thông trên cầu cũng bị tạm dừng trong thời gian ngắn mà cơ quan chức năng không đưa ra lý do. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, DC đã đánh giá vào tháng trước rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào những cây cầu quan trọng nối Crimea với miền nam Ukraine và với đất liền Nga đang ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển tài nguyên của Moscow. Viện nghiên cứu cho biết điều này cũng ảnh hưởng đến nỗ lực của Điện Kremlin nhằm chống lại cuộc phản công đang diễn ra của Kyiv nhằm giành lại lãnh thổ của mình. Nhà chức trách không cho biết khi nào cầu kết sẽ được thông xe trở lại shoigu phải thừa nhận điều này trong ngày tồi tệ nhất của hải quân nga do bị ukraine tấn công từ những kẻ luôn giành thế chủ động trên chiến trường bằng ưu thế vượt trội về nhân lực và hỏa lực ngày nay quân xâm lược nga lại trở thành bên gắn ngượng cầm cự trước những đoàn tấn công của kẻ thù bộ trưởng quốc phòng nga đại tướng sergei shoigu cho biết chiến dịch phòng thủ tích cực hiện đang được lực lượng nga chiến đấu ở ukraine tiến hành đồng thời thừa nhận rằng tình hình rất khó khăn ở nhiều nơi trên mặt trận theo Hindustan Times, ông Sergei Shoigu hôm thứ Tư ngày 13 tháng 9 cho biết, lực lượng của ông đang duy trì phòng thủ tích cực trước cuộc phản công của Ukraine và Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, chiến dịch mùa thu hiện đang được quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine tiến hành. Tuy nhiên, ông thừa nhận với phóng viên của đài truyền hình nhà nước Russia One rằng tình hình rất khó khăn ở nhiều nơi trên mặt trận các lực lượng đang duy trì hoạt động phòng thủ tích cực trên các mặt trận thiết yếu cần thiết ở một số nơi khó khăn hơn ở những nơi khác thì đơn giản hơn bộ trưởng quốc phòng nga tuyên bố nhưng tôi có thể nói rằng những người lính và chỉ huy của chúng ta đang thi đấu một cách tự tin và bảo vệ một cách đáng tin cậy những gì chúng ta cần bảo vệ vào lúc này đó rõ ràng là những nơi mà lực lượng vũ trang ukraine đang cố gắng đột phá ông shoigu nói thêm Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của quân đội Nga hiện là tiêu diệt vũ khí của đối phương. Khi được hỏi liệu Nga có thể chiến thắng hay không, ông Shoigu đơn giản trả lời, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Những tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra cùng ngày khi hải quân Nga vừa hứng chịu ngày tồi tệ nhất kể từ khi Ukraine đánh chìm sói hạm Moskva các vụ nổ lớn và khói lửa bao trùm bến cảng Sevastopol vào sáng sớm thứ Tư, ngày 13 tháng 9, khi Kyiv tấn công bất ngờ và táo bạo vào hạm đội biển đen của Nga bằng hỏa tiễn hành trình và tàu không người lái. Các hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy khu vực ủ tàu Sevastopol chìm trong biển lửa. Các tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Minsk Robucha và tàu ngầm tấn công lớp Rostov-Andon-Kilo được cho là đã bị hư hại hoàn toàn tư lệnh không quân Ukraine Nikolai Omechuk xác nhận Kyiv chịu trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết một số phi công của ông đã tham gia vào chiến dịch này. Tôi cảm ơn các phi công của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vì đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu xuất sắc, sẽ tiếp tục. Ông Mitrov viết, hãng tin Ukraine Strana.ua trích lại, không rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng để tấn công Sevastopol, nhưng một số chuyên gia nhận định hỏa tiễn hành trình được phóng từ trên không, thì có lẽ vũ khí là hỏa tiễn Storm Shadow SCAP của Anh, Pháp đã được Ukraine sử dụng để gây ra sự tàn phá đáng kể đối với các mục tiêu của Nga. bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách like video chia sẻ video và đăng ký kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo